Sáng nay, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã kiểm tra cơ sở vật chất, sân thi đấu giải bóng đá nam tỉnh Phú Thọ và giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024 tại khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh. Các đơn vị được giao chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ giải đã cơ bản hoàn tất. Tại nhà thi đấu, hệ thống ánh sáng, ghế ngồi, công trình phụ trợ, trang thiết bị phục vụ giải cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn. Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu các thành viên, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự tại khu vực diễn ra giải đấu. Qua đó nhằm tổ chức thành công hai giải đấu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách thập phương trong dịp Dỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ sắp tới.